Tổ hợp chùa và nghĩa trang nghệ sĩ tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh là một địa điểm tâm linh hết sức độc đáo, có một không hai. Không chỉ là ngôi chùa duy nhất được gắn biển chùa nghệ sĩ, đây còn là nơi dừng chân cuối cùng của nhiều tên tuổi cầm ca trứ danh. Khi còn tại thế, họ luôn mang nặng những ưu tư và tâm sự, đến lúc mất đi cũng chứa chan bao niềm chua xót. Vào năm 1958, nghệ sĩ nhân dân Phùng Há đã dùng tiền mua đất làm nơi an nghỉ cho những người nghệ sĩ tài hoa, chính là Nhật Quang Tự, tức chùa nghệ sĩ, nằm trên đường số 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Người được an táng đầu tiên ở ngôi chùa này là nghệ sĩ Tư Úc vào năm 1970. Đây là nghệ sĩ nổi tiếng thời kháng chiến chống thực dân Pháp, người đã để lại cho khán giả những vở cải lương chuẩn mực và đặc sắc. Đến nay, ngôi chùa này là nơi an nghỉ của 546 tên tuổi nổi tiếng trong giới cải lương, như nghệ sĩ nhân dân Phùng Há, nghệ sĩ nhân dân Ba Vân, nghệ sĩ nhân dân Úc Trà Ôn, nghệ sĩ ưu tú Xuân Trường, nghệ sĩ nhân dân Nam Đồ, vân vân. Họ là những nghệ sĩ lừng danh đã tạo nên sức sống mãnh liệt cho cải lương, đưa môn nghệ thuật này trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với nhiều người dân Việt Nam. Tại Nhật Quang Tự, có lẽ ám ảnh nhất là câu chuyện liên quan đến cuộc đời và cái chết bi thảm của nghệ sĩ Thanh Nga. Ngôi mộ của hai vợ chồng bà nằm ở cuối khu nghĩa trang yên tĩnh. Hầu như lúc nào cũng có những người hâm mộ hoài cổ tìm đến thắp hương, tưởng nhớ số kiếp tài hoa bạc mệnh của danh ca từng được mệnh danh là nữ hoàng sân khấu này. Bên di ảnh xinh đẹp của bà, người ta vẫn kể cho nhau chuyện bà đã liều mình bảo vệ con trước họng súng của tên cướp khét tiếng Sài Gòn, để rồi mãi mãi ra đi khi sự nghiệp đang nở rộ. Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 1978, băng cướp cầm đầu là tên thủ lĩnh khét tiếng Nguyễn Thanh Tân lên kế hoạch bắt cóc bé Phạm Duy Hà Linh, tức bé Cúc Cu 5 tuổi, con nghệ sĩ Thanh Nga, để đòi tiền chuộc. Đêm 26 tháng 11, 1978, nghệ sĩ Thanh Nga kết thúc vai diễn Thái hậu Dương Văn Nga ở rạp Thủ đô thì được chồng lái ô tô đưa về nhà. Họ hoàn toàn không biết mình đang bị hai tên cướp cực kỳ nguy hiểm đi trên chiếc xe Honda 67 bám đuôi. Xe vừa vào gara, một tên cướp rút súng lao vào. Hắn đạp ngã người cận vệ của nghệ sĩ Thanh Nga, khống chế rồi mở cửa xe bắt bé Cúc Cu. Với bản năng của người mẹ, nghệ sĩ Thanh Nga cố hết sức chống chọi, giằng co với tên cướp để bảo vệ con, bất chấp nòng súng lạnh lẽo đang chĩa vào mình. Tên cướp lạnh lùng nổ súng, khiến nữ nghệ sĩ đổ gục xuống băng ghế. Chồng bà lao đến cứu vợ con, cũng lãnh trọn viên đạn thứ hai. Hai tên cướp vội vã bỏ đi, không thực hiện hành vi bắt cóc bé Cúc Cu vì sợ bị lộ. Nghệ sĩ Thanh Nga được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chồng bà thì tử vong ngay tại hiện trường. Ngay sau đó, công an thành phố Hồ Chí Minh đã lập chuyên án điều tra và xác định Nguyễn Thanh Tân đang ẩn náu trong một con hẻm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3. Nửa đêm, các trinh sát ập vào căn nhà và bắt gọn tên cầm đầu khi hắn đang ngủ ngon lành. Kẻ thủ ác sau đó đã phải đền tội, nhưng cũng không thể lấy lại sinh mệnh cho nữ hoàng sân khấu Thanh Nga. Hơn 40 năm qua, bà nằm lạnh lẽo ở góc của nghĩa trang nghệ sĩ và trở thành tâm điểm của không ít lời đồn liêu trai ma mị. Bà Trang, người làm công quả tại chùa Nhật Quang kể, các nghệ sĩ đều là những người sống khôn thác thiên, mất là thể phách, còn là tinh anh. Vì thế, chuyện họ hiển linh là rất bình thường. Không ít lần, tôi đã nghe thấy những tiếng hát cải lương từ phía ngôi mộ của nghệ sĩ Thanh Nga. Vẫn là những giai điệu da diết trong vở Thái hậu Dương Văn Nga, giọng hát rất ngọt ngào, rõ ràng như thật. Nhưng khi chúng tôi chạy đến gần thì tiếng hát im bặt. Theo bà Trang, không ít người đến thăm viếng các nghệ sĩ quá cố cũng chia sẻ rằng họ đã nghe thấy tiếng đàn hát, thậm chí là tiếng cười đùa bông lơi vọng ra từ các ngôi mộ. Trong những đêm thanh vắng,
người ta còn nghe thấy tiếng đàn bầu nỉ non đâu đó bên cạnh các mộ phần lạnh lẽo. Tôi thì không phải là người mê tín, song rất nhiều người tin vào sự linh thiêng của các nghệ sĩ nên thường đến đây cầu cúng. Một vài nghệ sĩ trẻ cũng thường lui tới nghĩa trang thắp hương cho các bậc tiền bối, cầu xin sự gia trì của tiền bối trong sự nghiệp. Phóng viên tìm gặp một ông bầu tên là Xuân, năm nay đã ngoài 90 tuổi, người đang trực tiếp quản lý chùa và nghĩa trang nghệ sĩ. Ông chủ của gánh hát Dạ Lý Hương khi xưa đã ở cái tuổi gần đất xa trời, song vẫn mang đậm thần thái của một người đã gắn bó cả cuộc đời với sân khấu. Ông kể, hồi trước năm 1975, trong thời gian nghệ sĩ Phùng Há chưa có đủ kinh phí để xây dựng, ông bầu Nam Công xin được giữ am trên đất để tu hành. Năm 1970, tôi bỏ ra 100 cây vàng mua lại am thờ của bầu Nam Công và xây dựng thành ngôi chùa. Từ đó, nơi đây trở thành bến đỗ cuối cùng của các nghệ sĩ sân khấu thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến 2008, khuôn viên nghĩa trang của chùa có gần 600 ngôi mộ, hơn 500 lõi cốt. Ngôi chùa đã chứng kiến cuộc đời thăng trầm của biết bao nghệ sĩ sân khấu, cả người chết và người còn sống. Những tên tuổi lớn của nghệ thuật cải lương đều được chôn cất ở vị trí dễ thấy. Trong đó, phần mộ của nghệ sĩ Phùng Há được đặt trang trọng ngay lối vào. Ông Bảo Xuân giới thiệu, cũng giống như các ngôi chùa khác ở Việt Nam, chùa nghệ sĩ vẫn tổ chức những hoạt động lễ hội vào các dịp lớn như Tết Nguyên Đán, lễ Vu Lan, các ngày rằm và các ngày đầu tháng. Người dân thường đến đây để thắp hương khấn Phật và thăm viếng các mộ phần. Ngoài ra, đây còn là nơi nhiều người dân tìm đến để chứng kiến, thưởng thức cũng như để sống lại với những vở cải lương từng vang bóng một thời.